Đây là hải sâm mũ, hải sâm trăng. Đẹp lắm. Em Tiên mến chào buổi chiều tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại video buổi chiều tại đường xe của Tiên với mấy anh em. Hôm nay video này Tiên sẽ quay một ngày sinh hoạt, một buổi chiều của mấy anh em mình trên tàu thì sẽ như thế nào. Vị trí hôm nay Tiên với mấy anh em đang có neo là ở này, đảo Colin, bãi đá Colin. Cả nhà mình bấm vào bản đồ này, đá Colin thì nó sẽ ra. Đây là hai cái nhiệt trồ của đảo Colin này cả nhà. Ngày mấy anh em mình thì neo ở ngay cái vị trí này, cái nước mũi Colin đấy. Ở chỗ này là cái chỗ gió làm việc của Tiên này, góc làm việc của Tiên. Có những cái bịch đồ Tiên mang đi để mặc ấm, và cái gói của Tiên, với lại nón và hộp thiết bị quay để mang những video clip về cho cả nhà mình xem này. Đây là chỗ sạc của Tiên, có sạc đầy đủ luôn. Ở này thì có điện 24/24 này kìa nha. Còn đây là chỗ ngủ của mấy anh em, hai cái võng, với lại anh em ngủ phía dưới. Cứ buổi chiều lại để anh em uống cà phê, uống bộ hút nước ngọt gì đó. Còn phía ngoài này thì mấy anh em đang có uống nước, vừa đánh bài thua bài xong nè. Này uống nước của ai? Sai hả? Nước bao nữa? Trời ơi, đủ xếp xì nghi ngon à. Đây cái nhà nước, mấy anh em mình đánh bài nước thua là ngồi lại như thế này uống này. Ở đây là bệnh sai, vừa đánh bài nước thua bê lo. Có bạn Kham, bạn Bảo, bạn Tâm, anh Vũ với lại bạn Sức. Thì mấy anh em mình đi ở lên này hôm nay được mười mấy hai chục hôm rồi. Tâm uống dữ vậy. Quê chua rồi, uống hơ á về, khe mèo, khe mú quế về. Này mời mọi người nha. Khe chứ là gì đâu. Đưa bè kè về. Khe ngon luôn. Bây giờ thì Tiên sẽ xuống dưới để dùng cơm với mấy anh em. Tâm lên lên. Đây là cái ô vuông này. Rồi còn phía dưới này thì mấy anh em cũng ăn cơm xong. Còn mình anh Hải à. Qua một quả chiến trường luôn mọi người. Ở ngoài biển thì ăn cái khô, cái chiên thì mấy anh em mình chỉ có dưa nha. Dưa này thì mấy anh em mua mấy tệ luôn. Đây cả nhà thấy cuộc sống trên biển của mấy anh em mình. Nhìn nữa hả? À đưa đưa đó tụi em. Đây cái gì khác. À đây một quả chiến đường của mấy anh em. Đây là cái sọt chén này. Chén dĩa thì nhiều lắm. Mấy chục cái tô, mấy chục cái chén luôn. Thì ăn gì tự bới nè. Buổi sáng cũng vậy nha. Buổi sáng thì mấy anh em đói thì cứ bới, khi mà lặn lên tắm rửa xong thì bới cơm để ăn. Đây là cái nồi cơm. Nồi cơm này bé Khai nấu để tí mấy anh em mình đi biển ăn luôn. To lắm. Mời cả nhà. Còn đây là nồi ké nè. Ồ, cái này nhìn ngon quá mọi người ơi. Thì khóa cái món này. Thì thích ăn cái chiên nha. Cái chiên mì như thế này, chiên vô ăn đúng tầm luôn. Cái bì, đây là cái bì bé Khai cầu được. Sắp đầu nấu cho mấy anh em mình ăn. Ngon hết sảy. Đấy. Kéo chìm ngon đi chưa. Đây là kế xé ngon nè. Xin mời mọi người. Xé nói được rồi mình tắt lại rồi. Vâng. Ở đây là khu nhà bếp của mấy anh em nè. Chú đói giờ này là lục mì tôm, bánh tráng, đồ túc, ăn không có ai nói. Rồi giờ thì tiêu dùng cơm rồi.
hơn 10 kg rồi mọi người. Khâu này là khâu lá ruột của bé Khai, thì để tiền ra cho cái vỏ của mấy anh em mình bắt hôm nay nè. Cái này là cái luồng đi của mấy anh em mình nha. Đây là cái đống vỏ, đây là cái ống vỏ mà bé Khai để vào bịch như thế này. Cứ một bịch thì được khoảng 6 con nha mọi người. Xong rồi mình vô mình bốc lên để bán cho thương lái đó cả nhà. Có những cái vỏ rất là đẹp luôn. Đây là mấy cái dê hồi hôm bên này mình bắt được, phơi cho nó khô nha. Cái dê này thì phơi được khoảng bề nắng. Một con cái đuối này, cái nhém chứ. Một con cái nhém. Khá thơm nha mọi người. Thì khá thích ngửi cái mùi này lắm. Cái này thì mấy anh em sẽ để nhậu. Khi nào mà bữa nào mà công việc nhiều á, để thưởng cho bản thân mấy anh em thì sẽ lấy cái món này nè. Còn cái gì cái nắp này thì không biết thương lái làm gì nữa. Cứ mua phơi khô như này nè mọi người. Khoảng 5-6 ngàn một ký gì đó. Cái mùi dưới này ở phía trước. Chỗ này là chỗ ngủ của anh Năm với lại anh Lợi. Còn chỗ này là chỗ ngủ của anh Dinh. Phía kia là cái võng kia là của anh Hải. Còn đây là cái chỗ nhà kho này. Mấy cái thùng nước này là thùng nước của tiền mua đi. Chỗ này thì anh em chủ yếu là đựng đồ, đựng nước thôi. Bia nữa, mấy anh em có mua bia đi để uống buổi sáng. Rồi đi về con cái luồng đi. Ở trên này thì có một cái luồng đi chính này nè, tớ đi lui. Thì cũng giới thiệu cái tàu lớn này cả nhà mình cũng hiểu nè. Cơm thì mấy anh em cũng dùng xong hết rồi. Còn đây là chỗ ngủ của bạn Sức đây. Bạn Sức ngủ cái chỗ này. Ở này thì mấy cái thùng mà mấy anh em mình đựng gạo nè, thùng gạo cho cả nhà, để cho mấy anh tí nhà mình khỏi chăm sóc. Cái chỗ này là quán cà phê cốc của mấy anh em này. Mấy anh em đang có cầm điện thoại để ký mạng của Chinem Mobi. Thì chỗ này có cái mặt bằng rất là đúng tầm luôn. Bán cà phê buổi sáng rồi đúng tầm rồi. Chú Hai là cà phê bán được ạ. À. Quán chục quán á. Đây là chỗ ngủ của bé Khai nha. Nằm ở cái võng. Bé Khai hai điểm ngủ, một điểm thức răng, một điểm ở ngoài nằm võng. Đấy kia nha. Rồi, buổi chiều thì mấy anh em mình cứ ngoài ngắm gió và ngắm được cái view họ gọi là Kiều Đô luôn nè. Kiều Đô trên Biển Đông tại Trường Sa của Việt Nam. Rồi giờ thì Tiên đi lên rước lên cái chỗ nào đi học được không ta, để Tiên đi cầu thang chắc ăn. Sao á? Mua cái và xài cái mua cái đó sạm hàng được rồi chú Hà, chỉ quay thôi mẹ. Cả nhà biết ra là gì không? Ta là ốc nè, ốc của mấy anh em mình. Mấy cái con ốc nón á, thì lúc sáng này bé Khai để lái ruột của nó đây và để như thế này. Thì xin một dục nhỏ để mời cả nhà mình. Thì ốc này mấy anh em mình sẽ chia về để ấy nha, để chia ăn chứ không có bán đâu mọi người. Thì xin một ruột. Ốc này mấy anh em cũng tự giác lắm, không có ăn, để chia về bán, để chia về cho gia đình dùng. Thì để như này mấy anh em không có bóc hiếm, lâu lâu muốn bóc một ruột. Sao chú Hải? À, chú Hải đang có sắp bóc xuống này cả nhà. Công việc của mấy anh em mình. Giờ thì mời mọi người miếng ốc rồi phụ chú Hải thè xuống. Xin mời mọi người. Thấy không rõ. Dạ. Tua quá à? Dạ được chưa? Đây là cái chỗ phơi đồ đầu tiên. Phơi sáng thì chiều nó sẽ khô. Vậy đây là cái áo mưa này, áo nhái của Tiên này.
cũng lượng đồ xong nè mọi người. Một bịch đồ như thế này, Tiên sẽ kèm thêm đồ uống vào. Đề số trên tàu đi ban đêm thì Tiên chỉ uống sữa thôi, chứ không có uống. Như Tiên giới thiệu lúc nãy nè, đây là nước của Tiên cũng mang đi nè, mấy cái cây thuốc. Tiên thì không có hút thuốc nha mọi người, chủ yếu là mua đi tặng cho mấy anh em Philippines thôi. Thì Tiên mua tổng cộng là 8 cây thuốc nè, nhưng mà cũng không có dùng tới vì không có gặp á. Ở này Tiên uống sữa để chín đó mọi người, một hộp sữa rau này thì uống hai hộp sữa rau luôn đi, với lại một bịch sữa lạc nha mọi người. Đây là đây là thuốc men của Tiên này. Này Tiên mang đi hai lạ thuốc. Đây là thuốc kẽm, thuốc kẽm này mọi người. Và một bịch sữa lạc. Còn Tiên đi biển thì chỉ nhiêu đấy thôi. Về đi buôn con cá mui. Còn mùi này thì mấy anh em nằm nghỉ nè, phía ngoài thì mấy anh em cũng nằm nghỉ. Về ở đây là cái đồ thiết bị quay cho đêm nay của Tiên. Tiên hình như là mang đầy đủ mọi thứ rồi cả nhà, không biết thiếu thốn gì không. Quay ok ha. Tiên cũng đang có vô đồ, thì anh công thuyền trưởng là bảo lên đây cho anh em nghỉ bữa. Mọi người nghĩ ra đây ha. Nói thật chứ cũng thoải nha mọi người. Thì do là làm cũng được thôi, nhưng mà phải đi thôi, hơi có sống một chút rồi cho anh em nghỉ, cho nên hôm nay không có lặn, không có làm. Thì buổi chiều hôm nay anh em mình không đi biển là sẽ lên mùa để nhậu. Tiên quay cho cả nhà mình xem một tập nữa là những cái ngày mà anh em mình cầm đồn thì sẽ như thế nào, thì cả nhà cũng hiểu thêm cuộc sống. Đây là bạn Sức nè, mới vừa vô đồ lặn. Mọi người còn cái nóc khá to luôn. Con này mấy ký để Tiên luộc đi. Tiên đưa cái video cho bạn Bảo từ quay từ nói, để cho bạn Bảo nói gì đó mọi người hiểu thêm. Tớ kè luôn. Ngó lại là ngó lại đây này. Thật là điêu luyện à các bạn à. Buổi chiều hôm nay thì mấy anh em mình mang lên mấy con cái nóc này nè. Cái này thì anh em mình nuôi sống, nhưng mà hôm nay thì nó bị yếu cái nhà. Sau đó anh em mình mang lên để lấy dè nha. Con này mà nếu mà bán sống thì cũng được khoảng mấy triệu á, triệu mấy á, mấy trăm nghìn một ký. Nhưng mà bán dè thì còn một triệu thôi. Giờ phải lái dê của nó dê để khô to hơn Tiên luôn mọi người, to lắm luôn. Mọi người thấy không? Cái nắp siêu to, giữ đại vô. Chế bí bơ, nó là đàn cá coi. Lại là mua đi. Thấy ở đắng ở mắt làm công việc đây ha. Đậu rồi cho đèn. Rồi còn cái nóc to nhất là Tiên làm cái bằng đèn hôm nay này. Nó bị có thẹo nè mọi người. Nó có một cái ù về chỗ này. Đây kia nhìn. Còn này khá to nha. Con này đi về treo ở trước người nhà nè.
hù cái em sợ nè mọi người. Đấy, leo lên phơi nó sẽ khô nha mọi người. Để mình bắt được một khai ốc này nè cả nhà. Đây là một khai dùng ốc tabo. Trẻ ghê chưa. Đây là một bịch ốc lót, bịch này 5-6 kg. Thưởng cho bản thân bò bổ một đêm này. À, món gì đây bảo? Làm gói. Này làm gói ốc em, gói ốc em mọi người. Đấy, cái xe quá rồi. Hôm nay thì mấy anh em mình ở trên vò bổ bằng món gỏi ốc nhậu lai dai như cái nhà. Thì khi mà ở lên mấy anh em được ăn nhậu tự do, còn đi biển thì sẽ không có được. Buổi chiều mà đi biển là không có được nhậu, xuống biển rất là khó làm, không có làm được nha. Làm như nhiều lần. Máy rùa đủ. Đây là bè ruột nè, bè con ốc được nhiêu này. Sau khi ốc mà bạn bảo lấy ruột xong thì sẽ chè que muối để khỏi bị nhớt nha. Ô chè phải mặn không bảo? Chưa đạn xem hả? Cái ốc tabo này á, kẻ nhà ăn nhiều khi có cảm giác nhớt á, thì cái chất nhớt của nó để nó sống á mọi người, chứ không có nhớt thì nó sẽ chết nha. Thì kẻ nhà cũng hiểu thêm, rửa que bằng muối này, chè muối như thế này thì nó sẽ qua đi cái nhớt. Về cái chất muối thì nó bám đầy nhớt luôn. Có nhiều khi đi nhớt ăn là nó ỉa lắm á mọi người. Đi nhớt mà ăn vô nhớt đây là nó độc lắm, phải rửa cho sạch. Mình mà dưỡng sạch là ăn nó hay ỉa á, ỉa tiêu chảy á. Mình lại có bị một lần rồi nên mình cũng phải lo rửa sạch sẽ trước khi ăn nha mọi người. Nếu mọi người mà có ăn ốc này, có mua về ăn thì cũng phải vô phải cho sạch sẽ hết chất nhớt của nó nha. Mọi người đừng nghĩ là có nó rửa bằng muối nè, nó mặn, thật ra nó không mặn đâu. Mình rửa muối đây rồi mình rửa lại bằng nước nó sẽ vậy hết à. Rồi mình đem đi luộc chấm nước mắm trong à. Nhức nát. Chính xác. Có hỏi rõ ràng này luộc hay là làm gỏi? Đi luộc xong mình làm gỏi. À. Đây để coi bạn Bảo chế biến cái món ốc này cho cả nhà mình xem. Ok. Đây mọi người. Dòng thấy nhớt của nó ở trong muối mọi người. Wow. Đó, thấy chưa? Nhớt của nó nhớt trong muối này mọi người. Đó. Đấy. Đã giữa cho sạch sẽ rồi đó. Chính ra là nó nhiều lắm mọi người, nhớt là nhớt luôn. Hiện tại thì cũng đến tối về mấy anh em mình cũng làm mồi lên sau này. Đây là ngày sinh nhật của anh em mình. Khi mà nghỉ như thế này thì mấy anh em mình sẽ lên mồi, xe mồi lên đình luôn này. Đây là ốc nha mọi người. Thì buổi tối hôm nay mấy anh em mình lên này để ăn sinh nhật. Đây là sinh nhật nha mọi người, sinh nhật nghỉ cộng đồng. Cứ nghỉ cộng đồng mấy anh em mình lên mồi ăn nhậu thoải mái. Mời mọi người nha. Tiền nhậu một vài miếng nhỏ à, tiền bừa cái nhà. Để giới thiệu với mọi người, hôm nay thì đây là bạn ghi chung tàu với anh mình nè. Còn đây là bạn Ben của một chiếc tàu khác. Này nghĩ à. Thì bạn Ben này cũng có một chiếc cano đi giống với anh mình bên tàu bên hông này nè. Tàu bên hông này nè. Thì bên hông này có 4 chiếc đi làm riêng, 3 chiếc đi và một chiếc bạn bên này không đi. Rồi biển động không có đi nha cả nhà. Cho nên que này để giao lưu. Ê mừng cái solo. Ở đây này. Đồ lắm mồ mó này này. Đi nhức nách mọi người ơi. Cúng bồng, đây là bôn. Quê đẹp. Nhức nách. Đấy mọi người, mấy anh em cũng dần quen được camera rồi. Do là mấy ngày trước thì mấy anh em không có quen nha. Đưa tới camera thì
chắc là ngại luôn, tới tài của tiền nữa rồi, nhanh ghê. Mời mọi người. Thế à, sao quay vài kham à? Tập. Sao vòng vải lại. Đây kìa nha, này mấy là mình ăn sinh nhật món bổ nè. Giò heo hầm hải sâm, kè đốt với lại củ hành. Đây cả nhà thấy hoành tráng linh đình chưa? Hải sâm nha mọi người. Đây là hải sâm mũ, hải sâm trăng. Đẹp lắm, em khé ngọt. Món này thì cũng dễ ăn lắm mọi người. Múc về, múc về tô ha. Ôi mới làm múc ở dưới tô ấy à. Rồi cái này chưa chưa lập chưa đưa đưa lại đi. Giờ múc tiền tô. Nè. Đây múc về một tô để cho. Mấy anh em ở phía dưới không có nhậu thì có dùng cái kia nha. Món mới nè, hiện tại thì cũng đã hết mùa, bây giờ cũng nhậu khé lâu rồi nha. Thì ban đêm mới khi mà bữa mấy anh em mình không có lặng á thì cứ ra mùa như thế này ăn uống no say luôn. Bây giờ cũng đã 8 giờ rồi cả nhà. 7 rưỡi này. Thì hôm nay mấy anh em nhậu tới 11 12 giờ khuya luôn. Chắc nhậu tới sáng cũng có luôn á nha. Lâu lâu đường bữa nghỉ cho nên mấy anh em nhậu. Thì cả nhà cũng biết thêm cuộc sống ở trên tàu của mấy anh em, thì khi mà nghỉ thì mấy anh em mình cứ ăn uống dưỡng sức, rồi tiền tí tối khuya đó thì xuống đi ăn. Mà nói gì nói thì cũng như vậy, tiền cũng đỏ cái mặt rồi. Chắc là tiền của Nguyễn nước nè. Tiền không có nhậu nhiều nha, khé say mọi người ơi. Đây chú Hai với là anh Vũ không có nhậu ở phía trong này. Tiền cũng mặt của tiền đỏ à, bưng bé à. Tiền không có uống nhiều đâu, uống có tí à.